trong khu rừng rậm nhiều đồi dốc ở phía tây nam. Con tê giác cái đơn độc dạo bước. Đó là con tê giác cuối cùng trong phân loài của nó. Javan, loài tê giác quý hiếm của Việt Nam. Đây là khu vực nó sinh sống, vườn quốc gia Cát Tiên. Hồi xưa, rừng ở đây bị tàn phá bởi chất độc màu da cam, nên bây giờ được nước ngoài viện trợ đầu tư rất nhiều, trở thành khu bảo tồn động vật hoang dã. Nhưng hầu hết các nỗ lực bảo tồn đều thất bại do nạn săn trộm, chặt phá rừng và giết hại động vật dã man. Thật sự tôi không nể những kẻ được cho là đại gia ở Việt Nam, bởi vì sự giàu sang của họ đánh đổi bằng mạng sống của các loài vật khác. Họ hủy hoại thiên nhiên, vơ vét tài sản quốc gia để tư lợi cho bản thân. Nghiệp chướng tạo ra là vô cùng tận. Có được phước báo đời này nhưng phải trả giá bằng vạn kiếp đọa địa ngục nếu không quay đầu hối cải. Bằng chứng là những chiếc sừng tê giác Javan quý hiếm đang có mặt ở trong nhà của họ. Năm 2014, tôi nghĩ tê giác Javan chắc cũng có nhiều trong tự nhiên, nên có tên săn trộm chuyên nghiệp chào hàng tôi cả đống sừng tê giác. Hắn nói là tê giác Việt Nam rất nhiều, mua thả thú làm gì, cũng bị mấy ông đại gia thu mua chặt sừng cả thôi. Bạn không mua là một sai lầm lớn. Sừng của con này ấy chỉ được đủ thứ bệnh. Nghe nói như vậy chịu nổi không các bạn? Biết chắc là toàn lừa dối mê tín dị đoan đấy. Bởi vậy tôi rất muốn cứu một con tê giác Javan còn sống. Tôi cũng hiểu rõ sự tuyệt chủng của loài tê giác Javan là do những kẻ nắm tiền, nhiều của, nhiều thế lực thao túng cho bọn săn trộm để làm hại tê giác. Tôi nhờ mua thú giải cứu nhiều mà quen biết săn trộm cấp cao, hiểu rõ cái đường dây của nó hoạt động như thế nào. Tôi đi dạy bơi người cá để giúp cho các bạn thoát khỏi bệnh tật cũng là như thế, để đừng có những kẻ mê tín nghĩ rằng làm hại động vật, ăn được bộ phận nào trên cơ thể của chúng là sẽ mau khỏi bệnh. Theo lời kể lại cô tê giác Javan cuối cùng này, hàng ngày đi lang thang qua hàng ngàn hecta rừng ở Cát Tiên, có nơi để chạy, có sông để tắm và có nhiều cây mai mọc ven rừng là thức ăn yêu thích của tê giác. Bạn nghĩ xem, tê giác chỉ ăn cây mai để có chiếc sừng cứng như vậy. Nếu bạn muốn mạnh như tê giác thì cũng ăn cây mai đi, chứ sao phải cưa sừng tê giác để làm đồ ăn chữa bệnh tật nghiệp chướng của mình tạo ra. Rồi khi cô tê giác cuối cùng này đi dạo ở trong rừng, đã bị một tên thợ săn ngắm bắn. Cũng không biết là hắn bắn bao nhiêu phát vào cô tê giác đáng thương đó. Những phát súng đó cũng là sự chốt lại, kết thúc vĩnh viễn của loài tê giác Javan ở Việt Nam. Giống như Tiêu là tiên cá cuối cùng của Việt Nam, Tiêu mà bị hại thì cũng sẽ không còn ai có đủ năng lực để kêu gọi bảo vệ các loài quý hiếm nữa. Đáng thương nhất chính là tương lai mù mịt cho thế hệ trẻ. Các bạn không còn phân biệt được gì là đúng sai nữa rồi. Các bạn trẻ bây giờ bị cuốn hút vào những thứ tầm phào ở trên mạng, chơi đồ chơi, chơi game điện tử, coi người ta làm trò bậy bạ thì yêu thích, trong khi thiên nhiên và động vật là những thứ tốt đẹp của thế giới này, các bạn lại không yêu thích. Rồi theo dấu tích để lại của các nhà nghiên cứu thì cái chết của cô tê giác cuối cùng này được nhận định rằng dù bị thương nhưng cô ấy vẫn chạy thoát được gã thợ săn. Trong suốt một khoảng thời gian rất dài, cô ấy phải chịu đựng sự đau đớn, nhiễm trùng của vết thương. Vào cuối tháng 4 năm 2010, một kiểm lâm đã phát hiện bộ xương tê giác với phần sừng đã bị cắt ra khỏi hộp sọ một cách dã man vì săn trộm. Nguyên nhân là da thịt của tê giác rất dày, nên muốn giết một con tê giác chết liền, điều đó khó thể xảy ra. Một là đặt bẫy rồi lấy búa đập cho đến chết. Hai là phải đợi cho chết, có thể kéo dài từ một tuần cho đến vài tháng. Các bạn nghĩ xem chết như vậy có đau đớn không? Đối xử với loài vật như vậy có thật sự còn là con người nữa không? Rồi trong cuộc hành trình điều tra cái chết của cô tê giác Javan này, mọi người phát hiện ra trong phần xương chân trái lủng một lỗ to do vết đạn gây ra. Đạn này là của AK-47 đó các bạn. Chắc chắn cô tê giác cái này đã có một cái chết rất nhức nhối. Khi đội điều tra tìm ra xác của cô ấy bị thối rữa là ở một khe suối chảy xiết với đường dốc gập ghềnh. Và phía trên cái xác được tìm thấy ấy là những cây tre rất khỏe với đường kính khoảng 15cm nằm rạp hẳn trên mặt đất như có xe ủi cán qua. Liên tưởng cho thấy con tê giác này đã vật vã nằm đè lên. Trước khi chết nó đã chuệnh choạng va chạm, xô ngã nhiều cây cối xung quanh nữa. Nếu những bạn có trí tưởng tượng phong phú hay thích đọc truyện tranh thám tử lừng danh Conan, chắc chắn sẽ bị sốc nặng khi liên tưởng đến cái chết của cô tê giác này. Các nhà nghiên cứu đã khẳng định rằng cái chết của cô ấy kéo dài đến 2 tháng và trong suốt cái thời gian đó phải chịu đựng sự viêm nhiễm, sưng tấy của vết thương ở chân và ở gần khu vực của cô ấy chết, để lại rất nhiều dấu vết của tên săn trộm. Chắc chắn là hắn cũng đã cắm trại ở trong rừng suốt một khoảng thời gian dài để đợi tê giác chết, và có thể hắn cũng tranh thủ thời gian để giết hại thêm nhiều loài vật khác hơn nữa. Tiêu nói thật rất am hiểu về cách làm việc của những người săn trộm. Mỗi chuyến đi rừng của họ thường kéo dài một vài tháng là chuyện bình thường, giống như bắt rế cá con đâu phải dễ các bạn. Họ phải chặt phá các lùm cây bụi rậm canh me rế cá mẹ đi kiếm thức ăn rồi mới vào bắt rế cá con được, vì nếu để rế cá mẹ phát hiện thì nó sẽ tha con của mình đi nơi khác liền. Nên việc rái cá sinh sản rất phức tạp và
phải làm hang tổ rồi đủ nhiệt độ ẩm thấp cân đối nguồn thức ăn thì chúng mới giao phối để sinh con. Còn các bạn mà đem rái cá về nhà nuôi chắc chắn sẽ chỉ làm cho chúng chết dần mà thôi, mà còn triệt sản luôn cả loại rái cá nữa. Còn việc bảo tồn cô tê giác Java này thất bại, nguyên nhân chính là do sự mê tín về những công dụng thần kỳ của sừng tê giác. Ngay chính các nhà khoa học đã nghiên cứu thí nghiệm cho chúng ta thấy sừng tê giác cũng như sừng trâu, sừng bò thôi, giống như móng tay người thôi. Thế nhưng các đại gia lại rất yêu thích, đúng là đa dạng. Thích ăn móng tay móng chân của con vợt, móng tay của mình thì chê dơ các kiểu, trong khi sừng móng của các loài vật thì cho là ngon bổ có lợi cho sức khỏe một cách phi khoa học như thế. Từ sau cái chết của cô tê giác cuối cùng ở Việt Nam, tất cả viện trợ nước ngoài của việc bảo tồn tê giác ở Cát Tiên đều bị rút lại. Các bạn thấy, chỉ vì những ham muốn ích kỷ tư lợi cho bản thân mà các bạn làm cho thế giới đang xa lánh Việt Nam của chúng ta. Họ có yêu quý Việt Nam cũng vì thiên nhiên và động vật trước tiên. Nếu con người Việt Nam không đối xử tốt với động vật và tài nguyên thiên nhiên của mình, thì làm sao có thể đối xử tốt với con người ở những quốc gia khác? Ai cũng có thể nghĩ được như vậy. Các bạn trẻ nên thay đổi nhận thức sống của mình ngay từ bây giờ đi. Nếu thật sự yêu quý loài vật thì làm người cá với tiun để không còn bệnh tật, thì các bạn sẽ dễ tiếp cận các loài vật mà không gây nguy hiểm cho chúng. Bạn thích bảo vệ con vật nào thì học tập để nghiên cứu về con vật ấy, giúp cho loài vật phát triển tốt là bạn đang giữ cho một mắt xích quan trọng trong việc cân bằng thế giới này. Suy nghĩ kỹ, bạn sẽ thấy các loài thú hoang dã, họ giống như các vị thần vậy đó, đều có một vai trò trong tự nhiên. Bảo vệ họ là bảo vệ sự tồn tại của trái đất. Họ mà mất đi thì trái đất chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Hy vọng cái chết của cô tê giác Savan cũng là bài học cho các bạn trong việc bảo tồn các loài vật quý hiếm khác ở Việt Nam. Hiện tại, tê giác Savan ở Việt Nam tuy đã tuyệt chủng, nhưng có một nơi duy nhất vẫn còn tồn tại được 40 cá thể, chính là Indonesia. Thế giới đang nỗ lực bảo tồn loài vật này và đang ủng hộ Indonesia. Nhưng năm 2016 lại có kẻ săn trộm giết hại 3 con tê giác Savan, cưa lấy sừng tiếp ở Indonesia. Nên tôi quyết định chuyến này vào năm 2018 sẽ có những thước phim cận cảnh về loài tê giác cuối cùng của thế giới từng sống ở Việt Nam cho các bạn xem nhé. Nghĩa là tiun sẽ đến Indonesia. Sẵn đây giới thiệu với các bạn trang web này là trang mỗi tháng tôi quyên góp bảo tồn tê giác ở Indonesia. Tôi muốn các bạn hãy nhắn gửi đến những ai đang làm hại tê giác Java ở Việt Nam, biết rằng lỗi lầm gây ra cho tê giác Việt Nam có thể sửa đổi. Nếu như quý vị quyên góp để bảo tồn loài tê giác này ở Indonesia, đây là một trang web bảo vệ động vật rất uy tín và tiện lợi. Hiện tại tôi đang đóng góp cho trang này. Việc tê giác Savan tuyệt chủng ở Việt Nam tôi tự xem đó là một sự thất trách của bản thân mình về sự thức tỉnh quá muộn của mình. Là công dân của một đất nước được cho là con rồng cháu tiên, nơi có sự ưu ái của thiên nhiên và động vật nhất thế giới, mà tôi chưa làm được gì thực sự cho các loài vật. Trong chuyến đi đến Indonesia lần này, tôi muốn trực tiếp đến vườn quốc gia Kulon cùng với một số đệ tử người cá ở Việt Nam để trực tiếp gây quỹ bảo vệ tê giác Savan ở đó, cũng tạo điều kiện cho các bạn giao duyên với các trung tâm bảo vệ động vật khắp thế giới. Đến với câu lạc bộ tiên cá Tiun hôm nay, bạn sẽ thấy đây là nơi duy nhất tạo ra những thiên sứ hộ mệnh, người cá hộ mệnh cho các loài vật. Trong vòng 10 năm, Tiun sẽ cố gắng liên kết với tất cả tổ chức bảo vệ động vật khắp thế giới để mang đến tình yêu thương thật sự cho tất cả muôn loài. Rồi tôi cũng xin nói rõ tại sao mà kể từ bây giờ câu lạc bộ tiên cá sẽ liên kết với các tổ chức bảo vệ động vật khắp thế giới. Bởi vì mình chăm sóc những cái loài vật ấy đang được bảo tồn trong tổ chức, nó sẽ an toàn hơn là những cái con thú mà mình mua rồi mình thả ra bên ngoài. Bây giờ là tôi chỉ thu mua những cái con thú quý hiếm nó đang bị tuyệt chủng thôi, còn những cái con thú bình thường là chắc chắn tôi sẽ không mua nữa. Bởi vì tôi phải quyên góp hàng tháng cho các tổ chức bảo vệ động vật, và tôi sẽ có số liệu thống kê rõ của các con vật, nên những cái hình ảnh video clip về các loài thú hoang dã trên kênh YouTube Tiun kể từ bây giờ sẽ rất là phong phú, như những hình ảnh của các chú tê giác này đây. Đó là của một cái trung tâm bảo vệ động vật hoang dã ở châu Phi cung cấp cho Tiun để biết rõ tình hình về các con vật mà Tiun đã quyên góp ủng hộ nó phát triển, và sẽ có những câu chuyện thú vị về các con vật mà Tiun đang hỗ trợ các trung tâm vườn thú quốc gia khắp thế giới. Họ sẽ chia sẻ những cái thông tin video clip đó cho Tiun để làm thành một cái chương trình quảng bá bảo vệ động vật toàn cầu của câu lạc bộ tiên cá Tiun. Tiếp theo tôi ưu đãi cho các bạn xem cảnh nóng độc quyền của hươu cao cổ với tê giác nha. Bọn yêu ơi, đi đâu vậy? Cho mình theo với. Đi ỉa đó, theo không? Theo luôn, sợ gì? Đời vô duyên thứ, đi ra, đá chết già.